Các enzyme tổng hợp hiện có trên thị trường phần lớn được tối ưu cho các nước châu Âu hoặc Mỹ. Khi sử dụng tại Việt Nam, có loại enzyme bị thừa gây lãng phí. Một số loại enzyme lại thiếu do sự khác biệt trong sử dụng nguyên liệu tại Việt Nam, dẫn đến chưa phát huy đầy đủ tác dụng. Pickcare là tổ hợp các enzyme được phối trộn tối ưu cho các công thức thức ăn cho heo mang đặc thù Việt Nam và dành cho thị trường Việt Nam, bao gồm cellulase, alpha amylase, xylanase galactosidase, Mananas, Acid Proteas, Neutral Proteas, Alkaline Proteas, Phytase. PICCARE tính đến tính đặc thù của các loại nguyên liệu có sẵn tại Việt Nam. Để đưa ra được công thức phối trộn enzyme nhà sản xuất đã phối hợp với các chuyên gia dinh dưỡng cùng nghiên cứu các bộ công thức cho heo phổ biến và các nguyên liệu thường sử dụng trong thức ăn cho heo tại Việt Nam, đảm bảo sản phẩm phát huy tối đa tác dụng trong thực tiễn sản xuất thức ăn cho heo tại đây. Dưới đây là 5 lý do chính để bổ sung Pick Care trong thức ăn cho heo. 1. Cải thiện khả năng tiêu hóa. Pick Care có thể giúp phân giải carbohydrate, protein và chất xơ phức tạp trong thức ăn, tăng khả năng tiêu hóa tổng thể của thức ăn và cải thiện khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng. 2. Tăng khả năng sử dụng chất dinh dưỡng. Bằng cách cắt nhỏ các dưỡng chất khác nhau của thức ăn, Pick Care giúp tăng khả năng hấp thu các chất dinh dưỡng thiết yếu giúp cải thiện tốc độ tăng trưởng và năng suất. 3. Giảm FCR, cải thiện khả năng tiêu hóa của khẩu phần ăn. Picker giúp giảm lượng thức ăn cần thiết để đạt được năng suất mong muốn, dẫn đến chi phí thức ăn thấp hơn. 4. Cải thiện sức khỏe đường ruột. Picker giúp giảm tỷ lệ rối loạn tiêu hóa và cải thiện sức khỏe đường ruột do nó phá vỡ các chất có hại và giảm khối lượng công việc cho đường ruột. 5. Nâng cao năng suất do cải thiện khả năng tiêu hóa và tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng pkg giúp nâng cao năng suất ở heo bao gồm cải thiện tốc độ tăng trưởng hiệu quả sử dụng thức ăn và sức khỏe tổng thể